chào cô. Em chào cô. Ủa Yumi, ủa sao bộ lớp của em không còn chỗ hay sao mà em kê bàn kê ghế vô phòng giáo viên em học vậy? Tại người ấy á cô. Người ấy là ai? Thì còn ai vô đây nữa, thầy giáo chủ nhiệm của em á. À, thầy Phúc hả? Vậy là em là làm sai cái gì rồi đúng không? Cho nên mới bị thầy phạt vậy nè. Cô ơi, em không biết sao mà thầy ngày nào cũng phạt em. Làm như là thầy không phạt em, thầy ăn cơm không ngon hay sao cô? Tại... em... chị hỏi thăm xíu à, em không có làm phiền Yumi đâu. Em xin phép thầy em. Cảm ơn thầy. Anh ơi. Nhìn gì? Lo mà học đi. Sao lúc nào thầy cũng khó khăn với em vậy? Khó khăn với em hả? Nếu em chăm chỉ học hành, thầy có phải ngày nào cũng canh chừng em không? Làm tới đâu rồi? Cái gì đây? Hả? Trong lớp nó không chịu học rồi, đưa lên đây ngồi học cho đàng hoàng, mà cũng không chịu học tử tế nữa là sao? Hả? Cái này là cái gì đây? Thì chuyện á thầy. Em trả lời thầy vậy luôn á hả? Thầy, em có một ý kiến. Thầy cho em vô lớp học đi, em sẽ chăm ngoan, em sẽ không cãi lời thầy nữa nha thầy. Chăm ngoan đúng không? Dạ. Được. Rượu mời không uống, muốn rượu phạt đúng không? Thục dầu 100 cái cho tôi. Thôi mà thầy. Lẹ lên. Cô Yumi, bạn sao rồi? Thầy Phúc thiệt là quá đáng. Mình là con gái mà thầy bắt thục dầu 100 cái. Wow. Là mình đau hết cả chân luôn đây nè. Lần này mình sẽ cho thầy biết tay, mình sẽ báo thù. Đang nói tôi đó hả? Dạ đâu có đâu thầy, em đâu nói xấu gì thầy đâu, em nói chuyện với bạn mà. Giỏi lắm. Bữa nay ai trực? Dạ em. Ra đây nói chuyện với thầy. Nè, hên cho bà đó nha. Thiệt là đáng sợ mà. Bây giờ mà thấy giọng của thầy thôi là mình thấy run rồi. Thầy Phúc vô kìa. Trời ơi, ngồi nghiêm túc lại đi. Thầy Phúc á, giữ khét tiếng luôn đó. Trời ơi, Yumi ơi, cất đi. Ngồi nghiêm túc lại, thầy vô kìa. Học sinh nghiêm. Tụi em ngồi xuống đi. Hôm nay á, cô Xuân nghỉ dạy, cổ nhờ thầy á, phát bài kiểm tra tuần trước cho cả lớp. Bé Ngọc. Dạ. Baby, phát bài các bạn đi. Còn riêng em Yumi, bài kiểm tra lần này của em. Sao thầy? Vẫn đứng bét lớp. Em đúng là vô đối rồi đó. Sau tiết học này, lên phòng giáo viên gặp tôi. Lần này thì chết chắc rồi. Thầy lại kêu mình lên văn phòng nữa rồi. Ai biểu từ ban đầu bạn không chịu học hành đàng hoàng chi? Học với hành cái gì, chán cũng chết, không có gì vui hết á. Hay là mình giả bộ bệnh? Thầy không có tin đâu. Ê, nhưng mà thầy Phúc phạt là nặng lắm á. Bây giờ mình phải làm sao đây? Mình giả bộ đau tử được không? Tôi thấy cũng được á. Nhưng mà bạn có thấy ai á trong vòng một tháng bị đau bao tử 17 lần không?
Bạn muốn diễn lý do thì động não thế đi Yumi. Bây giờ mình phải làm sao? Yumi. Thầy tới kìa. Tại sao thầy biểu sau tiết học lên phòng giáo viên gặp thầy mà không lên là sao? Thầy ơi, Yumi hứa là lần sau sẽ cố gắng học mà thầy. Thôi mà thầy tha cho Yumi đi. Không được. Thầy hứa bao nhiêu lần rồi? Tha lỗi lên phòng giáo viên gặp tôi liền. Tha lỗi cho em lần này nữa thôi mà. Tôi nói không được, lên phòng giáo viên gặp tôi liền. Đi. Nè Yumi, đứng lại. Yumi, Yumi đứng lại cho tôi. Yumi đứng lại cho tôi. Tụi nói em có nghe không hả? Yumi, Yumi, Yumi đứng lại cho tôi. Tụi nói đứng lại cho tôi nghe không? Yumi. Sao Yumi bị thầy Phúc ngược vậy? Không biết nữa. Nhưng đảm bảo Yumi không thể chạy thắng thầy Phúc đâu. Vì thầy đã viên dạy thể dục mà. Yumi đứng lại cho thầy nghe không? Yumi, thầy nói đứng lại cho thầy nghe không? Yumi, Yumi đứng lại. Yumi đứng lại. Yumi đứng lại. Yumi. Hả? Yumi đứng lại cho thầy. Thầy Phúc, thầy Phúc, thầy Phúc, thầy Phúc. Chuyện gì vậy thầy? Kết quả đáng kinh ngạc. Là sao thầy? Em học sinh mới chạy qua tên gì vậy thầy? Thầy nhìn nè. Hả? Hả? Yumi, sao bạn chạy nhanh hơn thầy Phúc được vậy? Trời ơi, không nhanh thì chết hả? Thôi mình đi nha. Hả? À, nữa hả? Yumi đứng lại. Đứng lại. Không được. Thầy dụ em chứ gì? Thầy mà bước qua đây là con chạy á. Không. Coi kìa. Thầy có chuyện muốn đàm phán. Đàm phán gì thầy? Em xin lỗi thầy mà. Thầy tha cho em lần này nữa thôi mà thầy. Em sẽ không có làm gì nữa đâu. Em sẽ không bị phạt nữa đâu mà thầy. Không, em là một thiên tài. Em là một thiên tài. Hả? Thiên tài? Thiệt hả? Vậy là Yumi được vô đội tuyển điền kinh của trường con luôn. Thiệt có ba. Huấn luyện viên đã đo tốc độ của Yumi. Nhanh kinh khủng khiếp luôn đó. Ui da. Mặt của ổng cũng giống vậy nè. Hết hồn. Wow. Cũng đúng thôi. Nhìn cái bộ giò của Yumi là ba nghĩ là phải là một vận động viên gì đó rồi. Đúng rồi ba ơi. Vô điền kinh trường hả? Thì chắc cuộc thi điền kinh năm nay trở thành cuộc thi đi xe đạp chậm luôn á. Mời thầy vô. Chào thầy Phúc. Có chuyện gì thầy? À, thầy có bận gì không? Tôi muốn nhờ thầy một chút xíu việc. Chuyện gì thầy? Là chuyện của em Yumi. Con bé đó sao nữa? Em Yumi chạy không được nhanh như lần trước. Tôi muốn nhờ thầy giúp em ấy được không? Tất cả chuẩn bị. Yumi. Ôi. Tập tành cái kiểu gì vậy? Em muốn tôi phạt em đúng không? Ôi thầy ơi, em xin lỗi mà. Thầy bỏ qua em lần này nữa đi, em sẽ cố gắng mà. Vậy tập trung chạy đi. Xong rồi đó thầy. Cảm ơn thầy. Chuẩn bị. Được không thầy? Được thầy ơi. Em Yumi á, có tốc độ và sự dẻo dai cực kỳ tốt. Tuy nhiên mấy lại hơi lười. Muốn có thành quả tốt chắc tôi phải nhờ tới thầy nhiều. Yên tâm đi, cứ giao em ấy cho tôi. Tôi cảm ơn thầy.
cho mẹ. Số đẹp, số đẹp, số đẹp, số đẹp, số đẹp. Cố lên, phải làm thành viên nha. Mang danh dự về cho trường. Giấc mơ làm giàu, giàu, giàu thì là ai cũng cần. Chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu. La, la, la.